Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo chuỗi công việc ngày hôm nay, mình tiếp tục giới thiệu thêm cho các bạn những công việc sẽ phỏng vấn bên mình vào ngày mai thứ bảy, ngày 7 tháng 1 lúc 15 giờ. Công việc tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn là một trong những công việc làm ở xưởng kim loại nhé. Hình thức tuyển dụng ở đây bên mình đang cần tuyển là nhân viên chính thức và số lượng thì cần từ 1 đến 2 bạn. Công việc thì cũng khá nhẹ nhàng thôi, các bạn sẽ lắp ráp các sản phẩm kim loại, ví dụ như là bàn lề nhé. Địa điểm làm việc ở đây các bạn sẽ làm việc ở tỉnh Nagano và thời gian ở đây công ty sẽ làm việc từ 8 giờ cho đến 17 giờ. Mức lương ở đây sẽ dao động từ 19 man cho đến 22 man và trình độ ở đây chỉ yêu cầu hội thoại thông thường thôi. Và đặc biệt công ty sẽ có thưởng thưởng 1 năm 2 lần và thưởng theo thành tích của năm trước nhé. Mức thưởng ở đây sẽ dao động từ 19 man cho đến 23 man. Những bạn có hứng thú với công việc này thì có thể đăng ký tham gia phỏng vấn bên mình vào thứ 7 ngày 7 tháng 1 vào lúc 15 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video giới thiệu việc làm tiếp theo.